Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 1, 11 năm 2018, chúng ta học tiếp về phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua cái phần đầu tiên là khái niệm về nghiệp.
để chúng ta hiểu rằng là nghiệp chính là cái thói quen hàng ngày trong đời sống của mình. Nghiệp là những cái hành động mà có tác ý, tức là tất cả những cái hành động này đó, khi mà nó diễn ra đó, thì cái hoạt động của nó mạnh mẽ nhất là trong tất cả các cái tâm động tốc. Mà chỉ huy cái tâm động tốc này đó, nó chính là cái sở hữu tư. Vậy là sở hữu tư tạo nghiệp. Và sở hữu tư là cái cách thức mà cái tâm của chúng ta nó hoạt động để mà nó tạo tác nên những cái phần thiện cũng như là phần bất thiện mà chúng ta đã có sẵn ở trong tâm, là nó nằm trong cái tánh tình của mình. Là tánh mình nóng hay là cái tánh mình điềm đạm, cái tánh mình giàu lòng nhân ái hay là cái tánh của mình đó là ích kỷ nhỏ mọn, vân vân. Thì cái tánh khí của mình, cái tập khí của mình, cái tốt cũng như cái xấu, đó là tất cả những cái mình đã gieo trong từ nhiều kiếp, bây giờ nó in hình lại và nó hình thành ra cái thói quen, nó hình thành ra cái cách thức khi mình ứng xử, mình đối xử với tất cả những cái gì mà nó hiện diện trong cái đời sống của mình. Tất cả những cái gì hiện diện trong cái đời sống của mình chính là cái quả nghiệp mà mình đã gieo trồng từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thì bây giờ cái đời sống bây giờ, cái hiện tại chúng ta là chúng ta tiếp nhận tất cả mọi thứ từ trong gia đình cho đến xã hội. Thì cái sự tiếp nhận này có nghĩa là chúng ta gặt quả. Và trong cái đời sống hiện kiếp chúng ta đây đó, là khi mà chúng ta tiếp nhận cái quả đó thì chúng ta sẽ xử lý cái quả này ra sao? Thì cái cách chúng ta xử lý cái quả này ra sao đó chính là chúng ta đang gieo những cái hạt giống mới cho cái hiện kiếp này, để khi thân ngoại mạng chung thì hai cái thứ này nó phối hợp ra để nó tạo nên một cái quả mới với đầy đủ những cái mà nó đã mang từ tiền kiếp cho đến trong cái kiếp hiện tại đây, để nó hình thành một cái kiếp sống mới. Thì chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm đó. Tới cái phần thứ hai là cái phần mà chúng ta nói là khi chúng ta khép lại một cái kiếp người thì chúng ta sẽ đi về đâu? Không có chờ quá lâu đâu, chỉ có một sát na thôi. Sát na tử đó, làm xong nhiệm vụ thì sát na sanh xuất hiện liền và chúng ta có một cái kiếp sống mới. Nhưng mà kiếp sống mới đó chúng ta sẽ đi về đâu? Thì cái đó là nó nằm trong cái chỗ mà cho nó theo nơi cho quả tái sanh thì nó về tam giới, tức là còn luân hồi. Thì nó ở trong cái cõi nào? Cái cõi dục giới đây, cõi sắc giới đây hay cõi vô sắc giới? Và trong cái cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đây đó, là tất cả nó đi là do đó, trong cái đời sống chúng ta đó, khi chúng ta hành xử, chúng ta ứng xử thì chúng ta đã đi vào cái con đường đúng hay con đường sai. Con đường đúng là con đường thiện, thì cái cõi tái sanh chúng ta cõi khác, cõi lầm. Con đường sai là con đường bất thiện thì chúng ta sẽ tái sanh về đâu? Và có con đường đúng và con đường sai đó trong cái đạo Phật đã tóm tắt rất là rõ ràng và rất là dễ nhớ, chỉ là chúng ta không rõ cái sự biến thiên của nó, nó đa dạng cực kỳ, chúng ta không rõ, nhưng mà về gốc ngọn của nó chúng ta rất là dễ nhớ. Cái nhân thiện là cái nhân mà nó cho cái quả an vui. Thì nhân thiện này nó gồm có ba nhân: vô tham, vô sân, vô si, còn gọi là trí tuệ. Những nhân bất thiện, khi chúng ta đi vào con đường sai thì nó có ba cái con đường, đó là tham, đó là sân, đó là si. Phước chúng ta trổ sanh như thế nào? Chúng ta hiểu đây là quả phước thì chúng ta hưởng. Chúng ta hưởng trong cái quả phước của mình, chúng ta hiểu như vậy là đủ rồi, thì đó là vô tham. Còn nếu không đó, khi cái quả phước chúng ta trổ sanh ra rồi đó, thì chúng ta bám lấy nó, chúng ta hưởng. Và chúng ta muốn nó tái hiện lại để chúng ta bám vào, chúng ta hưởng. Và chúng ta cứ bám biếu như vậy thì nó chính là tham. Bám dính vào.
những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng ta khao khát, ba nó dính rồi, không nhả ra. Dẫu khổ cách mấy cũng không nhả ra, hoàn cảnh nào cũng không nhả ra. Và chúng ta nuôi dưỡng những cái điểm khao khát đó, ôm ấp nó, đeo cứng nó, giá nào cũng trả. Và tùy theo cái mức độ tâm tối mà nó quê hoặc ở trong tâm của mình thì chúng ta sẽ chìm đắm đến đâu. Và Đức Phật nói rằng đây là gốc của đau khổ, cội nguồn gốc rễ của đau khổ. Không có khổ cảnh nào không đến được, không có sai lầm nào không phạm được, vì cái gốc rễ nó nằm ở đây. Còn khi chúng ta đi con đường thiện, hôm nay mình có phước là mình chung sống trong một cái gia đình cha mẹ anh em mình thương yêu hòa thuận nha, được chừng nào hay chừng đó. Khi mình lập gia đình, chồng vợ cái ngày nào thật lòng với nhau, gắn bó yêu thương nhau, được chừng nào mừng chừng đó. Hôm nay con cái mình lành mạnh, thông minh, giỏi giang, hiếu hạnh, được ngày nào mừng ngày đó. Chúng ta không bám vào đây, không cho rằng cái gia đình mà hòa thuận êm ấm của mình đây, cha mẹ anh em mình như là một vậy đó, không bám, không đám vào và không cho nó là vĩnh viễn. Chồng vợ ngày hôm nay khấn khích, cô không cho nó là vĩnh viễn. Con cái hiếu hạnh ngày hôm nay cũng không cho nó là vĩnh viễn. Tại sao vậy? Tại vì phước mình đến đâu thì mình còn đến đâu. Cái duyên của mình á với những người thân yêu này đến đâu thì nó sẽ được đến đấy. Còn chúng ta cho rằng cha mẹ anh em mình á mãi mãi tốt đẹp như vậy, chồng vợ mãi mãi tốt đẹp như vậy, mối quan hệ con cái mình mãi mãi tốt đẹp như vậy, đó là tà kiến. Và đó là sự dính mắc. Và khi tất cả đều đổi thay do phước mình không còn nữa đó, thì chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Và luôn luôn chúng ta hỏi tại sao, mà không có câu trả lời. Và chúng ta đó khép lại cuộc đời của mình, như cái nỗi đau của mình đó, nó không có khép miệng lại. Và chúng ta mang cái nỗi đau khổ này nè, chúng ta mang những cái thắc mắc này đi, không biết đến kiếp nào mới có thể giải tỏa được trong cái đời sống tâm linh của mình. Vì chúng ta không hiểu rằng nhiều đời nhiều kiếp á, trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, bao giờ nó cũng có, nó cũng chảy hai cái dòng chảy mà, một cái đúng và một cái sai nè. Chúng ta là con người đây, khi nào mà cái phước nó tăng lên á, cái dòng tròn đó sẽ nằm đây. Mà khi nào cái phước nó hết rồi đó, nó sẽ đi thế này. Chúng ta càng giữ, chúng ta càng nhớ nhung, chúng ta càng muốn phục hồi chừng nào đau khổ chừng đó. Cho nên cái người thoát khỏi vô đau khổ là cái người vô tha, biết rằng nó đi rồi. Cái nhà này nó vẫn ở nè, cơm nó vẫn ăn nè, nó ra vô nó thấy mặt rồi, nhưng mà nó lạnh lùng rồi, vì nó đã thay đổi rồi. Cái mà như xưa là cái đã đi qua rồi mà chúng ta không chấp nhận. Đây, hiện kiếp chúng ta đây, những gì vàng son tốt đẹp đã đi qua rồi, và bây giờ nó xuất hiện những cái yếu tố thuộc về tổn phước của mình mà mình không nhìn ra. Mình trách người ta đó, tại sao thay đổi. Mình đổ thừa cho người này người kia đó để dẫn dắt cái người thân của mình đó đi vào cái con đường đối kháng lại mình. Điều đó có, nhưng nó là nguyên nhân trực tiếp. Còn cái nguyên nhân sâu xa đó nằm ở chỗ mình thiếu phước. Mình hết phước rồi, cho nên tất cả những gì mà người ta tạo đau khổ cho mình đó, chính mình đã tạo tác rồi. Và khi mình không nhận ra được cái điều này
thì mình cứ mãi mãi buồn và mình cứ trách, than thở hoài. Như vậy chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm cho cái sai lầm này nè, thứ nhất trong cái tham và cái sân này nè, nó sẽ tăng cường ở đây lên. Và khi chúng ta không nhận ra, có nghĩa là cái si nó có mặt luôn và nó dò xé trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Chúng ta không giải được, không giải được. Đêm cũng như ngày, đi làm việc, nhưng mà gọi là trong thiếu ngoài tư, giao tế người ta cũng vậy. Chỉ khỏa lấp được cái bên ngoài thôi, còn những cái sầu muộn bên trong chúng ta không khỏa lấp được, vì chúng ta không hiểu tại sao má mình hồi đó giờ thương mình như vậy, mình tin má mình như vậy, mà bây giờ mình gửi bao nhiêu tài sản má lấy hết rồi, má không trả lại xu nào hết. Làm sao có thể tin được, làm sao có thể chịu đựng được. Hai mình nói rằng là tại vì anh hai nó ngon nó ngọt quá, cho nên là má đưa hết tiền cho anh hai đi đánh bài. Mà má nó tàn nhẫn cho đến độ nó không trả lại mình một đồng bạc nào hết. Hết rồi. Những cái ngày tháng mẹ con như một với nhau hết rồi. Bây giờ đây là cái giai đoạn khác mà. Cũng như một ngày trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta cũng có những cái giờ phút chúng ta suy nghĩ rất là thánh thiện, chúng ta nói năng hành động rất là thánh thiện, nhưng mà cũng có những giờ, những khắc đó là cái tâm chúng ta tâm tối. Cái tâm chúng ta đó bị cái lửa dục vọng nó thiêu đốt. Đấy thì mới một tiếng đồng hồ trước, tiếng đồng hồ sau nó chính mình đã trở mặt với mình rồi. Đây nè, con người ta hai mặt nè. Một mặt thiện nè, một mặt bất thiện nè. Trong cái mặt bất thiện này đó, là nó muôn màu muôn vẻ. Trong 14 pháp bất thiện này nó muôn màu muôn vẻ. 14 cái pháp bất thiện này đó, là nó những điểm tránh thôi, chứ còn nó chi tiết ra để nó cấu kết với nhau á, thì nó thiên hình dạng trạng. Thành ra con người ta nói vắn tắt là mỗi người đều có hai mặt. Một cái mặt đàng hoàng và ẩn tàng bên trong một cái khuôn mặt của ma quỷ mà chưa biết cái lộ diện lúc nào. Và nơi đây đó, cái ma quỷ này nó thiên hình dạng trạng, chưa biết nó hiện ra dưới cái dạng nào. Mà chúng ta đây đau khổ vì chúng ta ngỡ rằng bao nhiêu lâu đó chúng ta sống với nhau bằng tất cả những cái đẹp này, thì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ vĩnh viễn, nó sẽ đi với chúng ta vĩnh viễn. Không bao giờ. Cho nên cái vô tham, cái vô sân, cái vô si, nó nằm ở cái chỗ cái trí tuệ khi chúng ta hiểu được. Chúng ta hiểu biết cái cây mận trước nhà chúng ta đó, trổ quả ngon quá, nhưng mà nó hết cái mùa nó rồi. Bây giờ nó trơ lại cành lá, rồi vài bữa nữa đây á, là nó rụng hết lá, nó chỉ trơ cành mà thôi. Và đâu có ai biết là đêm nay trời giông bão, nó sẽ gãy cành, nó sẽ tróc lóc, đâu có biết được. Đâu có ai biết là cả một cái vườn cây phơi phới của mình đấy, ngủ một đêm sáng ngày ngập mặn, nó chết đứng như thế này mà cây trái nó vẫn còn treo ở trên cành lủng đẳng như thế. Thôi. Vậy thì cuộc đời của chúng ta cũng phải hiểu rằng được phút nào mừng phút đó, được giờ nào mừng giờ đó. Con có hiếu được giờ này, mừng con có hiếu. Mừng cho mình đây được hưởng cái phước mà con hiếu hạnh với mình. Nhưng ngày mai nó trở mặt đừng khóc. Mà có khóc rồi đó, biết dỗ mình nín. Không ai dỗ mình đâu. Mình ngỡ. Chữ ngỡ đó, trong cái diệu pháp có nghĩa là tưởng. Cứ ngỡ là con của mình không phải như vậy. Cứ ngỡ rằng
người thân của mình không phải như vậy. Tại sao người ta dối trá vậy? Không phải đâu. Lúc nào người ta cũng thành thật cả. Khi người ta tốt, người ta cũng hiểu bài ra đúng cái tốt của người ta. Và khi những cái điều mà tai trước người ta nó hiện ra thì nó cũng rõ ràng như vậy. Nó chân thật không chưa? Mặc dù nó đang dối trá với mình đây, nhưng nó hiển lộ được sự dối trá, có nghĩa là nó hiển lộ một cái sự thật là trong lòng của nó pháp bất thiện đang hoành hành. Chỉ vì chúng ta không chấp nhận. Chứ không phải đó, không phải là không phải là không phải là nó không phải sự thật. Nó chính là một cái sự thật mà do mình không chấp nhận. Và mình nói tại sao lại có thể bội bạc vậy? Tại sao có thể tráo trở vậy? Tại sao có thể phủ phàng vậy? Tại vì đến lúc cái quả của mình nó sổ sinh, mình hái rồi, một cái thúng mận đây, đại điểm đàng hoàng, ai cấm nó sáng mai nó phúi 5 trái, 10 trái, 20 trái trong đó, ai cấm nó? Cái người ở chung nhà với mình đây, nó từ trong máu thịt mình nó đi ra nè, ai cấm đến lúc nó uống phúi đi? Nghiệp. Nhớ nha. Vậy thì nghiệp chúng ta tạo tác. Và bây giờ chúng ta gặp lại nhau, đó là quả nghiệp của nhà. Bây giờ chúng ta ứng xử trên cái quả nghiệp này, thì quả nghiệp này cũng ứng xử với chúng ta, thì chúng ta lại hình thành một cái sự nối kết do nhân quả mà thôi. Vậy nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta nhìn thấy rõ một cái sự thật như vậy, để mà biết rằng giờ phút này hết phước rồi, phải sống theo hết phước. Còn phước thì sống theo kiểu còn phước. Cũng như ngày hôm nay có tiền đi chợ mua thức ăn thì sống theo cái kiểu ngày hôm nay có tiền đi chợ mua thức ăn. Bữa nay hết tiền rồi, còn gạo, nấu cơm ăn no bụng là được ngày hôm nay. Ngày mai còn chút cháo, còn một chút gạo thôi thì biết nấu cháo để mà. Còn nếu như cuộc đời của mình đó, mình tạo cái sự nghiệt ngã, thì đến lúc đó một miếng nước cũng không có mà uống. Và cái nằm lăn lóc trong cái đói, trong cái khát, trong cái bơ vơ, trong cái trơ trọi đó, không phải để mà khóc, không phải để mà than, không phải là để trách móc, mà để hiểu tại sao một mình trơ trọi ở đây là đói, là khát, là không có kêu trời kêu đất và không có cầu cứu với bất cứ ai. Tại vì chúng ta đã đưa biết bao nhiêu những chúng sinh khác đi vào con đường nghiệp ngã. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học nghiệp ngã đó trước giờ nhắm mắt. Trước giờ chết hãy học cái bài học nghiệp ngã đó. Để mà thôi, không làm nữa. Còn nếu không, tái sanh nữa và sẽ rơi vào nghiệp ngã nữa. Đi con đường đó. Con đường đó là sự vận hành của nghiệp. Và như chúng ta biết rằng đó, hàng ngày chúng ta sống đó, thì chúng ta sống theo những cái cảm xúc và những cái cảm thọ của mình. Cho nên khi cái con đường tái sanh mà chúng ta đó hành xử bằng con đường thiện hoặc bất thiện đó, thì khi mà đi vào cái tái sanh đó, đầu tiên là nó chọn cái cõi để nó tới trước đó. Từ từ cái cõi đó nó mới đưa vào trong cái cụ thể đó, nó ở trong cái hoàn cảnh mà cái cảm thọ nào nổi bật nhất. Thì thông thường đó, như chúng ta đã học rồi thì chúng ta biết đó, là cái cảm thọ của mình nó có 3 cái loại cảm thọ. Nó là thọ lạc, nó là thọ khổ, và nó là thọ xả. Chi tiết ra thì nó có lạc thị, chi tiết ra thì nó có khổ ưu, chi tiết ra thì xả nó có hành xả. Thì hàng ngày chúng ta không đi ra khỏi cái này. Suốt ngày lẫn đêm, những cảm thọ này chúng ta không ra khỏi. Vậy thì khi cái con đường tái sanh cụ thể chúng ta đó, thì do tất cả những gì mà chúng ta tạo tác ra đó, nó đúng hay là nó sai, nó thiện hay là nó ác, thì chúng ta sẽ tái sanh vào các cái cõi khổ
hay là có cõi nửa lạc nổ khổ, hay là có cõi nhàn, hay là có cõi nhàn tịnh, thì đó là tất cả do chúng ta đã tạo tác ra. Như vậy lần trước chúng ta đã nói qua cái cõi khổ rồi, và cái cõi mà chúng sinh khi rơi vào trong đó, ngày lẫn đêm chỉ thấy cái khổ nhiều hơn cái an vui. Hầu như an vui có một chút mà cái khổ nó gấp bội phần như vậy, thì đó là cái cõi khổ. Và lần trước chúng ta đang học về cái thế giới của súc sanh. Thì trong cái thế giới súc sanh đó, chúng ta nhớ một cách tổng quát thế này. Trong cái thế giới của súc sanh đó, thì trong ba cái chi phần tham sân và si, thì cái chi phần này nè, nó chiếm cái phần mạnh. Như vậy tất cả những loại súc sanh mà chúng ta thân cận đây đó, dẫu nó có thông minh bao nhiêu, dẫu cho nó có trung thành bao nhiêu, dẫu cho nó tình cảm bao nhiêu, thì chúng ta phải nhớ rằng trí tuệ tâm linh của nó bị che khuất. Và những cái ứng xử của nó là theo bản năng. Bản năng đây là nghĩa là gì? Nếu mà những cái tập khí của nó tốt thì nó hiện ra, mà những cái tập khí xấu này nó hiện ra, nó thiếu sự kiểm soát, nó thiếu cái sự nhìn thấy, cho nên nó gọi là súc sanh đi theo con đường của bản năng, tức là con đường của tập khí trong nhiều kiếp. Ngày hôm nay mà chúng ta đó có nuôi một con vật mà nó rất trung thành với ta, bởi vì cái bản chất của nó đó, nhiều đời nhiều kiếp nó đã rèn luyện được cái đức tính này. Và khi mình có cái phước báo thì mình có được một cái con vật như thế này, hoặc là nó rất là tình cảm, nó thương thương mình, hoặc là nó thông minh, nói nó nghe nó hiểu chẳng hạn vậy, thì nó nằm trong cái phần phước báo của chính nó, tập khí của nó đi. Hoặc là nó có những cái dưỡng dần, những cái thông thối của nó, thì cũng là tập khí nó đi. Nhưng chúng ta gọi nó là bản năng, là bởi vì khi nó xuất hiện ra là nó tùy điều kiện mà nó phát sinh ra, nhưng nó thiếu kiểm soát. Còn chúng ta đây đó, khi mà nó xuất hiện ra đó, thì mỗi người đó, tùy người nó sẽ có khả năng này. Khi nó khởi lên trong suy nghĩ đã thế, khi nó hiện ra trong lời nói đã thế, khi nó ứng xử đã thế. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á, là khi nó đang diễn ra thế. Trường hợp thứ ba, nó diễn ra rồi nhớ lại thấy đi. Thì cái đó là cái phần trí tuệ về tâm linh của con người mà loài súc sanh không có được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ để mà nói rằng, dẫu cho chúng ta có thân thiết với con vật cưng của chúng ta như thế nào á, đừng bao giờ nói cái câu á là chơi với con vật tốt hơn là quan hệ với con người, vì con người tráo trở, vì con người đủ thứ linh tinh hết. Chúng ta nên nhớ mình thiếu phước thì cái phần xấu người ta mới đem cho mình, còn nếu mình đủ phước thì người ta cho mình phần tốt. Cái gì mình giờ mình thử, ở trong nhà mình món ngon vật lạ thì mình dâng cho ai? Mình dâng cho cái người ân người nghĩa của mình, đó là cha mẹ mình chứ, đó là ông bà của mình chứ, chứ mình đâu có cho một cái người ăn trộm ăn cắp mà nó vô nhà mình mà để lấy cái thức ăn ngon nhất mình đãi đằng nó, đâu có. Phải dành cho người ân người nghĩa của mình chứ. Như vậy nếu trong nhiều đời nhiều kiếp á, mình với cái đối tượng này đó nó có cái ân tình, thì bây giờ người ta đối xử với mình bằng ân tình. Còn nếu nó không phải ân tình thì người ta sẽ đối xử bằng cái khác, người ta có những cái thực phẩm khác để cho mình. Cho nên khi người ta cho mình những cái thực phẩm không ăn được đó, thì mình phải biết là cái mối quan hệ của mình với cái người này nó đã nối kết cái phần nào, biết phải thận trọng, chứ không phải ngồi đó mà trách, ngồi đó mà cằn nhằn, ngồi đó mà gây gỗ. Khi mình không biết mà mình trách, mình cằn nhằn, mình gây gỗ thì nó đánh mình, có khi nó giết mình. Người cha như người mẹ khóc nói với thằng rể: mày không thương con tao thì mày trả lại cho con tao chứ, tại sao mày giết con tao? Mày đâu có nuôi nó, mày đâu có sanh nó ra, mày đâu có cực khổ,
Mày không sống nữa thì mày trả con tao lại cho tao, sao mày giết nó? Dì thấy rõ chưa? Chỉ vì con mình nó bám vào. Bám vào, nó thành cái gánh nặng mà người ta hất nó ra bằng ngoài á. Nó cằn nhằn, nó cắn nhằn, nó cắn, nó máu, nó díu người ta thì ta phải đập nó chết thôi. Hết rồi, mà mình không nhận ra. Mình bám vô, mình cào, mình cấu, nó hất ra mình dẫn nhau tới, mình bám vô. Mình cào, mình cấu, tôi thật đạp, giật mát chết. Do cái chữ tham và cái chữ si của mình. Đã còn thêm một cái chuyện là khóc lóc, là cằn nhằn cẩn nhằn, là than thở đủ mọi thứ. Ba cái này nó biến lại, nó thành một cái khối nặng mà người ta phải dẫm đạp nó người ta đi. Chỉ có vậy thôi. Tại sao mình nhận thức ra? Tại sao mình ngu xử? Chẳng lẽ thằng rể nó nói với cha mẹ vợ rằng con không có tàn nhẫn như vậy đâu ba. Nhưng mà nó ngu quá mà. Nó đeo níu quá mà. Nó làm cho nó là mệt mỏi quá mà. Làm sao chịu đựng được. Vậy cái người gây nên tội phải có một cái yếu tố kích thích. Cái yếu tố kích thích đó chính là cái quế nhiễm trong tâm của mình. Bởi vì mình thiếu sáng suốt để nhận ra đó, không phải cái đường đời đó người ta có thể chung bước với mình đâu. Cha mẹ cũng vậy, anh em cũng vậy, chồng vợ cũng vậy, con cái cũng vậy, không thể chung bước đâu. Và nhiều lần trong lớp này sư cô nói rằng không có ai hứa hẹn với mình đó để đi chung cuộc với mình. Để cả hai con mắt của mình nó còn chưa hứa đúng là ai hứa. Đến lúc nào đó thì nó không thấy đường rõ thì làm gì nó mới được chứ. Cái lỗ tai của mình nó nghe không rõ thì mình làm gì nó mới được. Vậy tại sao chúng ta đòi là chúng ta phải khấn khích, phải chung bước với ai đó? Có phải tà kiến của mình không? Có phải sai lầm của mình? Cho nên là tất cả những cái nhân này nó chỉ cần hai cái nhân thôi. Một cái nhân thiện và một cái nhân bất thiện mà chúng ta hành xử đúng thì con đường của chúng ta đó, một là nhẹ nhàng, hai là trì trệ. Cái sự trì trệ nằm đấy, sự trì trệ nằm trong các cái cõi khổ đây sanh ra làm súc sanh. Dẫu cho có giỏi đến chừng nào, dẫu cho tài ba đến chừng nào thì cái phần si này vẫn là cái phần nặng nhất, khó ra nhất. Cho nên đừng có bao giờ dại dột mà thèo thốt rằng á mình sẽ thành cái con vật gì đó để mà coi như á là để mà gặp gỡ lại nhau. Không, không có đeo bao. Người ta kết nối với nhau đó một đời chưa chắc được, đâu có hứa hẹn liên tiếp sau. Hứa hẹn liên tiếp sau đó là gây biết bao nhiêu tai ương cho mình. Bây giờ đây nhé, kiếp này là chồng là vợ khăng khít nha, nguyện rằng đó kiếp sau nữa sanh ra vẫn là chồng vợ. Nhưng mình có biết quả nghiệp hai bên khác nhau không? Cho nên trong kinh điển ngày xưa quý vị thấy không? Tiểu thơ con nhà giàu, cha mẹ cắt cái nhà lầu 7 tầng cho ở, có người ăn, người ở, người hầu không bước chân ra ngoài, nhưng nó lấy cái thằng tớ trai. Nó hẹn nhau mà. Nó có nói gì? Chứ cô đi Tích Lan. Cái vị này đó là một cái người xuất gia trụ trì cái chùa, có một cái người em gái lại kết hôn với một cái cậu nhỏ của cô này là cô giáo ở với mẹ. Thì
Nhà nhiều khi đó hư cái này hoặc làm cái này kia nọ giường tường thì mới kêu một cái cậu ở sớm đó. Nó tới nó làm từ hồi nó 15 tuổi. Làm lặt vặt cho bà cụ, sai vặt nó mà. Trồng cây, trồng cối, sửa mái nhà, tất cả nó làm. Cho đến khi nó 20 tuổi. Thì giữa một người đó hơn 40 tuổi với người này kết nối. Mà mặc cho cái sự phản đối của toàn bộ gia đình, toàn bộ gia tộc, ta vẫn đến đây. Cái này khi mình biết thì Phật Pháp cũng có ngạc nhiên. Nó hẹn hò nhau. Nhưng đau khổ nhất không phải là cái đó, không phải là tuổi tác trên lệch, không phải vì địa vị trên lệch, không phải vì văn hóa trên lệch. Nhưng đời này khi nó gặp nhau, nó khấm khích đó, nó cùng là người nữ hoặc nó cùng là người nam. Làm sao ai tách cho ra? Trừ khi nó hiểu biết thì nó mới đủ cái dũng lực để mà nó đi ra không. Còn một khi nó dính lại thành một cái cặp đôi vậy đó thì nhiều đời nhiều kiếp nó cứ đi trong cái đoạn đường mà gọi là nước sông với nước biển đó, mà nó không có phân biệt ở cái khúc ở ngay cái cửa biển này nè. Và nhiều đời nhiều kiếp như vậy, và con đường của nó chắc hẳn rằng là con đường thoái đỏ, không có thể lên được. Cho nên mình đã thấy rõ ràng trong một cái kiếp sống này nè, da thịt mình cũng không chung cuộc với mình, tại sao lại đòi chung cuộc với người khác? Tại sao còn hẹn với kiếp này với kiếp khác để mà khi gặp nhau đó chỉ là đắng lòng thôi mà không thể tách rời được, bởi vì keo sơn đã gắn kết. Người ta chỉ có thể tách rời được đó khi mà cái trí tuệ người ta cực mạnh, người ta hiểu rất rõ về nhân quả thì người ta đủ dũng cảm để tách. Sư cô cũng đã từng giúp cho những em như vậy, nhưng mà hầu hết đều thất bại. Cái khi mà nó nguy ngập nhất đó, là nó đều điện thoại: sư cô ơi, bây giờ con chỉ muốn đi đến với cái người đó. Con chuẩn bị hết áo quần rồi, con xách gói con đi thôi. Sư cô nói con xách cái túi bỏ trong vali khóa lại, bây giờ chùa sám hối đi. Đời này con không thoát ra khỏi cái chỗ này, chừng nào con mới thoát được con? Bây giờ lúc đông nguy nhất con biết gọi cho sư cô, thì sư cô xin con bỏ cái vali đó khóa lại và con đi thẳng vào chùa. Chùa nào cũng được hết, con vào con sám hối đi. Ngày đó thay vì con lên xe con đi, con công quả trong chùa đi, thì con mới đoạn lừa được. Chứ trong nỗi khổ này không bao giờ đoạn lừa được. Bởi vì nó dính nhau. Mà mình làm con người mình còn biết rằng cái này quá đau khổ, cái này quá sai rồi, thấy không? Do cái dễ hẹn đó, kết đó, dính đó, bám vào nhau đó, tụt vào nhau đó, không có chịu rời ra đó, hẹn hò đó, thì nó gặp lại chứ. Làm sao không gặp lại? Trước bây giờ mà người ta chia tay nhau vì cái hoàn cảnh đó, người ta nói hãy đứng đây, tay trong tay nắm lấy nhau và hãy nhìn vào trong đáy mắt nhau, để mà nói với nhau rằng đó là đời đời kiếp kiếp chỉ cần thấy nhau là nắm lại tay nhau. Cái hẹn hò đến như vậy mà. Thì bây giờ nó đâu có xá gì là nữ với nữ, đâu có xá gì nam với nam. Xin lỗi, đâu có xá gì đây là con vật và đây là con người. Bởi vì nó tay trong tay đã nhìn sâu trong bái nhắc nhau để kết với nhau trong muôn ngàn lần, muôn ngàn kiếp. Đó là sự giải dỗ của chúng ta khi chúng ta không hiểu thế nào là vô cùng. Luôn luôn thay đổi, nó có ngừng lại đâu. Người ta nói có một cái từ ngữ mà nó ra đi không bao giờ trở lại đó, đó là chữ bây giờ. Cái sát na trong hiện tại nó trôi đi rồi, thì cái chữ bây giờ đó nó đã trở thành quá khứ. Và trước mặt chúng ta một cái chữ bây giờ mới nó xuất hiện. Vừa nói dứt tiếng thì nó trở thành quá khứ. Và một chữ bây giờ mới không bao giờ nó tái hiện lại. Nhưng chúng ta là con người, chúng ta dùng cái sở hữu tưởng ta để tái hiện lại cái quá khứ nó đi ra. Và chúng ta ràng buộc lại với những cái cảm thọ đẹp
cảm thọ hỷ lạc mà chúng ta đã từng thọ hưởng, nó đã đi qua rồi, bây giờ chúng ta tái lập lại để mà ghé nhuốc mình, để mà mong muốn, để mà khát khao, để rồi phải đau khổ. Đây là cái chân lý về tứ diệu đế chúng ta sẽ học hỏi nhiều hơn. Như vậy chúng ta nhớ nha, súc sinh nằm trong chỗ tâm si. Và lần trước á, trong cái thế giới súc sanh thì chúng ta có nói đến cái loài là loài voi. Hôm nay chúng ta nói đến cái loài sư tử. Sư tử là nó là chúa tể của các loài loài sanh. Thường chúng ta nói cọp là chúa sơn lâm, chúa của rừng núi thôi. Chứ còn sư tử là trong cái thế giới của bàn sanh thì sư tử là chúa tể. Cái loại sư tử này đó, tùy theo cái phước báo của nó, nó có thể sống lâu đó, từ 200 đến 300 tuổi. Nó sống dài đến vậy, cái loại sư tử sống dài. Nó có bốn cái loại sư tử và chia ra làm hai loại. Một, hai cái loại sư tử thì ăn cỏ, mà hai cái loại sư tử thì ăn thịt. Như vậy không phải sư tử nào cũng ăn thịt, mà có sư tử ăn cỏ, có sư tử ăn thịt. Chủng loại nó chia ra thì cái phước báu cho những cái chủng loại cho mà sư tử ăn cỏ là bởi vì nó không dính vào trong cái nghiệp sát. Còn cái loại mà sư tử mà ăn thịt đó chắc chắn 100% là nó dính vào cái nghiệp sát. Cái mà chúng ta phải nhìn thấy thêm. Có những người đó, lúc cha mẹ người ta sanh ra đó, là cái chỗ sanh của cái chỗ mà mẹ sanh mình ra đời đó, nó êm ấm. Mà cái giờ ra đi đó, cũng nằm cái chỗ êm ấm mà ra đi. Thì cái người đó đó, trong cái giới xác đó, là coi như nhẹ lắm, không có phạm mà. Còn cái người đó, mẹ sanh ra là phải mổ xẻ. Bản thân mình khi đẻ ra như vậy đó, là đã phải chịu cái cảnh là thuốc men rồi mổ xẻ. Cứ bác sĩ hẹn vài tháng vô mổ cái này, chỉnh cái kia, chỉnh cái nọ để biết nó là nghiệp sát. Và cái giờ chết á, không có yên ngủ. Có người chết chưa ngủ gì đó, nằm yên đó, thở nhẹ 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 rồi cuối cùng thở hắt ra. Còn có người đã trở qua, trở lại, trồi lên, sụt xuống, đủ có mọi thứ hết. Có người trước khi chết á, mổ chằng, mổ chịch rồi mới chết. Thì đó là nó khác nhau giữa cái loại ăn cỏ và loại ăn thịt sống. Khác nhau chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên chúng ta tránh được cái chuyện mà dùng cái thịt súc sanh để nuôi cái mạng mình á, tránh được chừng nào mừng chừng đó. Còn nếu mình ăn thì mình chấp nhận, không thể khác hết. Cho nên ăn chay ăn mặn quyền của mình. Cho nên quý vị thấy một cái con vật nó có phước, nó sinh ra trong một cái chủng loại mạnh nhất, có thể dữ dằn nhất, nhưng bản thân nó ăn cỏ. Cái loài voi cũng vậy. Cái loài voi mà lúc mà nó ăn cỏ, quý vị thấy cái voi nó quấn quấn, nó vũ 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 vậy nè. Bởi vì nếu mà có con sâu vô là nó bệnh, nó sẽ đau bụng. Thì nó vũ rất là kỹ để cho những cái con sâu, con gì lẫn trong đó phải dằn ra ngoài. Không ăn. Còn khi người ta nuôi một cái con ngỗng để giữ nhà đó, thì người ta muốn biết là con này con ngỗng là con nghe đó, thì khi người ta cho nó ăn đó, thì người ta lấy thóc rồi cho nó ăn. Rồi người ta lấy thóc người ta có trộn với lại những cái con cá, con tét nhỏ 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 thì trộn vô. Hãy nếu mà cái con nào mà nó có ăn cái con tét với con cá nhỏ đó là con đó con nghe. Mà cái con mà nó thấy mà không ăn nó là con ngỗng. Thì cái con mà giữ nhà tốt hơn cả con chó chính là con ngỗng chứ không phải con nghe. Nhìn nó bên ngoài thì nó giống nhau, nhưng mà ta thử nó bằng cái cách đó thì ta biết con nào là con ngỗng, con nào là con nghe. Thì đây không phải là tình cờ, mà chúng ta thấy là tất cả những cái giống mà thuộc về đó là súc sinh mà chúng ta biết đó, nó cũng có cái loại ăn chay, loại ăn mặn.
loại ăn thịt sống và loại ăn những cái thức ăn nó không dính dáng gì tới động vật. Quý vị thấy lạ không? Sư tử mà chia ra làm hai loại, loại thì ăn cỏ, loại thì ăn thịt. Rồi bây giờ chúng ta nói tới hai cái loại đầu là loại ăn cỏ đó. Thứ nhất là cái giống sư tử tinh si há, đó là giống sư tử thứ nhất. Giống sư tử thứ hai là giống sư tử Kalasiha. Đó là hai cái giống sư tử ăn cỏ. Cái giống sư tử thứ nhất là cái giống sư tử thuộc về tinh si há đó, là cái giống sư tử này màu đỏ, cái lông nó màu đỏ, nó có màu đỏ và cái thân hình nó to lớn như là con bò con vậy, to bằng con bò con và nó thuần tí ăn cỏ thôi. Cái giống sư tử thứ hai là Kalasiha, thì cái giống này nó là màu đen và nó cũng to bằng cỡ con bò vậy đó, nó là màu đen, to như con bò con. Đây là hai cái giống này ăn cỏ. Bây giờ hai cái giống, hai cái loại sư tử mà ăn thịt. Thứ nhất là giống sư tử Pandusiha. Giống sư tử thứ hai là giống sư tử Kesarasila. Kesarasila. Đó là hai giống sư tử ăn thịt. Cái giống sư tử thứ nhất là cái giống sư tử Pandusiha, là cái lông lông vàng, là cái màu vàng của nó đó, thì nó giống như một cái lá mà nó úa, nó hơi sắp khô đó. Đó là cái màu đó, cái màu vàng của cái lá úa nó sắp khô, đó là cái giống sư tử này. Và cái hai nữa là nó to cũng như bò con. Giống này chỉ ăn thịt sống mà thôi. Nó săn bắt những cái con thú khác và nó ăn sống. Cái loại giống thứ tư là giống Kesarasila. Cái giống này cái đặc biệt á là nó cái miệng của nó, cái mõm của nó, nghĩ là bốn cái chân nó như đuôi đó, thì nó đỏ như cái màu son này. Đó là cái mõm của nó. Rồi bốn chân của nó, cái đuôi của nó thì nó đỏ như son. Rồi từ trên cái đầu nó xuống dưới cái lưng của nó, là nó có ba cái sọc đỏ. Từ ngay trên cái đầu nó chạy dài trên cái lưng nó xuống đuôi nó thì nó có ba cái đường lông đỏ. Mà nó là nó xoắn lại. Tất cả những cái lông màu đỏ nó xoắn lại thành ba cái đường sọc đỏ. Cái điểm thứ ba nữa là cái từ cổ nó lên tới đầu nó có cái bờm. Bờm nó xòe ra gì mà nó màu đỏ. Có cái bờm nó xòe dựng lên và nó là màu đỏ. Còn tất cả những cái phần khác trên cái thân nó đều là màu trắng hết. Như vậy cái loại sư tử này, cái mình trắng, cái bờm đó là bờm đỏ, bốn chân đỏ, đuôi đỏ và trên lưng có ba cái sọc xoắn màu đỏ. Đó là cái giống sư tử rất là lạ. Và cái thân hình của nó là to như một con trâu mộng vậy. Và cái chỗ ở của nó rất là đặc biệt là nó ở trên cái những cái vùng mà núi tuyết. Và đặc biệt đó, cái chỗ mà nó nghỉ ngơi ở đó, cái chỗ đó phải có rất nhiều ngọc. Nó mới ở. Các cái loại ngọc. Ngọc ngà, châu báu. Loại nào ngọc đẹp chứ thì cái chỗ đó là chỗ nó ở. Cho nên người ta săn tìm đến nó đó, không những để mà bắt nó, mà cái chỗ nó ở, cái vùng lãnh địa của nó ở đó, thì người ta sẽ tìm ra đó đó rất là nhiều cái loại ngọc nó kết tụ đó. Mà ngọc này là ngọc thiên nhiên. Đó là cái đặc điểm của cái giống sư tử đỏ này. Như vậy là chúng ta không biết là cái giống sư tử này cái phước báo nó nhiều lắm, nó mới là
được một cái hình thể đẹp đẽ vậy á, và cái chỗ ở của nó đặc biệt là vậy. Thì vậy chúng ta biết rằng á, cái ngọc nó có cái đặc điểm là nó phát ra ánh sáng, và nó có những cái tỏa ra một cái từ trường rất là mát. Nhất là ngọc á, nó là một cái kết tinh gọi là cái tinh khí của trời đất. Cho nên là khi nó phát ra một cái từ trường như vậy đó, đó là một cái từ trường rất là mạnh, mà rất là gọi là một cái từ trường lành, cái từ trường tốt. Nên quý vị thấy hồi xưa đó, vua chúa đó, khi mà người ta tưởng thưởng cho ai đó thì người ta đều tưởng thưởng bằng loại ngọc, hoặc là cái người dân ở trong nước đó thì có cái ngọc quý để được dâng lên vua. Tại vì cái ngọc quý đó không phải ai cũng sử dụng được. Khi mình không đủ phước báo đó, mình để trong cái nhà mình á thì nó nhiều cái lao đao lận đận, mà nó về nhà người khác nó sinh cái phúc. Vì lý do rằng trong cái tất cả những cái vùng mà những đá mà người ta gọi là những cái đá mà nó bắt đầu nó chuyển qua cái đá quý và nó trở thành cái ngọc ngà đó, là ở đó là chư thần rất nhiều. Cho nên có phước thì mới sử dụng được, không có phước không sử dụng được. Cho nên mình không lấy làm lạ là tại sao đó. Là những cái thần dân ở trong nước ấy, khi người ta có ngọc ngà châu báu, người ta đều dâng lên cho vua. Thứ nhất là vì nếu mà cái chuyện này mà nó lộ ra đó, mà mình giữ cái ngọc đó mà không báo lên vua thì cái gia đình mình cũng không toàn tánh mạng đâu. Mà khi mình dâng lên vua đó thì vua còn ban cho nhiều cái bổng lộc, nhiều cái thứ mà trong cái gia tộc của mình còn hưởng được. Mà thì dâng lên và đủ phước mới giữ được, không đủ phước không giữ được. Cho nên quý vị thấy khi mà binh biến xảy ra đó, thì những cái người mà họ xâm lăng đó thì bao giờ họ cũng đi vào trong hoàng cung, và việc đầu tiên của họ là họ đi lấy tất cả những thứ đó. Và trong cái phòng ngủ của vua chúa đó, người ta không có sử dụng mà cái loại đèn này cho mình đâu, ta sử dụng ngọc để nó tỏa ra ánh sáng. Bởi vì tất cả những cái ánh sáng này đều có mang sự độc hại hết, chứ không phải là mang đến cái sự tốt đẹp. Nhưng mà ánh sáng của ngọc được cả. Nói như vậy để biết rằng cái loài sư tử đỏ này nè, cái phước của nó cực kỳ lớn, nhưng vẫn chưa có phải được làm người, thấy chưa? Cho nên là được hưởng những cái thứ tối ưu của vật chất, nó thuộc về cái quả của phước thiện, không phải quả của phước trí. Nhớ vậy. Bây giờ chúng ta tới một cái loại đặc biệt tiếp theo đó. Là cái loại này nó gọi là nhân điểu Kinnara. Ở đây đó, chữ điểu có nghĩa là chim. Cái con chim này á, nó có cái hình dáng của con người, cho nên nó gọi là nhân điểu. Ví dụ như tất cả cái hai cái cánh tay của nó nè, với hai cái chân nó từ trong bắp đùi của nó đi ra đó, là tay và chân của người. Nhưng mà cái móng của nó, cái năm cái ngón tay của nó, thì ví dụ con người mà có cái bàn tay có năm ngón, nhưng mà hai cái tay của nó với hai cái chân của nó là cái, nó là cái móng của cái loài chim, và nó có cái vuốt rất là sắc, đó là cái vũ khí của nó. Như vậy nó hình người ở cái chỗ là hai tay hai chân của nó giống y như con người, nhưng mà hai bàn tay của nó lại là móng chim, chân chim và móng chim. Đó là cái đặc điểm thứ nhất của nó. Còn toàn thân của nó đó thì nó giống con người hết, có tay chân của nó như vậy. Nhưng mà đặc biệt đó, cái miệng của nó đó, cái miệng của nó thì nó giống như cái mặt của nó, tuy là mặt người, nhưng mà cái đặc biệt cái miệng của nó dài ra như cái miệng ngựa. Thì cái con ngựa này, cái miệng nó dài ra vậy, thì đặc biệt đó là cái môi của nó sệ xuống tới phần cổ. Đó là những cái điểm khác. Cái giống này nó gọi là nhân điểu. Cái tuổi thọ của cái loại nhân điểu này là nó sống tới 1.000 năm. Và cái đặc điểm của nó là nó không thích nước mà nó còn sợ nước nữa. Thì đó là cái loại nhân điểu. Và chúng ta cũng khó mà gặp được cái loại này. Có một cái điều rất lạ nè.
Hồi xưa khi mà mình đọc về Thầy Thiên Đại Thánh đó, thì nói là nó có cái cây nhân sâm. Thì sư cô cái lúc mà sư cô đi qua Lào á, đi làm từ thiện ở bên Lào á, thì sư cô có gặp một cái cô đó đi chung trong cái chuyến đó. Sau đó khi về rồi đó, thì một tháng sau cô có tới thăm. Và cô có tặng cho sư cô một cái món quà rất là đặc biệt. Và khi mở ra thì sư cô rất là kinh ngạc. Đó là hai cái trái đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Thì cổ mới nói rằng là cổ được vào trong một cái rừng đó. Cái rừng đó là ở bên Lào đó, nó tới mấy ngàn mẫu rồi. Thì cái đó là một cái công ty mà cổ là có cái đồng sở hữu bên đó. Thì khi cổ vô trong đó thì cổ mới biết là trên cái đất của cổ có cái cây đó. Thì cái cây đó là cổ có chụp hình đó, thấy nó đi xuống vậy đó, thì cái khi mà cái trái của nó mọc ra thì nó chia ra là chỉa làm hai ra vậy, chỉa qua bên này, rồi bên này nó chỉa làm nhánh nữa, tức là nó tẻ làm hai nhánh vậy. Thì bên này một người nam, bên này một người nữ, nó đâu có lưng lại. Và là coi như là nhìn từ trên xuống dưới là có thể phân biệt được nam nữ rõ ràng, tức là từ cái vóc dáng cho đến là coi như là các cái bộ phận đặc biệt, nam căn với nữ căn nó rõ ràng luôn. Và cái cầm ở trên này mà để cho cái người đó nó treo cái lủng lẳng thế này đấy, đấy nó làm như thế này, một bên nam bên nữ mà đâu có lưng lại vậy. Thì cái chính cái chỗ mà cái chỗ mà để nối cái trái xuống, cái chỗ đó làm thành cái tóc, nó giống như cái tóc mà búi lại đó. Thì lúc mà hái cái đó ra rồi đó, thì cái hai cái chỗ mà tiếp nối ra nó thành hai cái búi tóc. Thì cô có nói với sư cô vậy nè, là sư cô về đó là sư cô phải tụng kinh. Nó tụng kinh thì nó sống, ngưng tụng kinh nó chết. Vì là có một cái thời gian đó, tụng kinh rồi sư phụ mới nói rằng thôi bây giờ để đi cứu người ta. Cho nên là khi có những người bệnh nặng quá không có chịu đi đó, thì sư phụ sư cô mới đem cái đó đi lại để tụng kinh rồi cho uống nước. Rồi sau mấy lần thì nó chết. Bây giờ sư cô còn giữ như đã chết rồi, nó không còn tư như lúc đầu nữa. Thì không có phải biết là do mình đi nhúng vào trong nước hay không thì mình không biết. Thì tại vì cô có nói rằng là sư phụ với sư cô cứ tụng kinh đi rồi nuôi dưỡng nó, để chờ cái khi mà mình lâm nguy thì mang ra sử dụng. Thì sư phụ mới nói rằng thôi bây giờ mình cũng còn khỏe mà người ta lâm nguy thì thôi cứ cứu người ta đi, giờ phước ai nấy hưởng thôi. Thì mới đem cái đó ra để đi tụng cho người thử, cho người ta nó sống thì cũng bình yên, mà ra đi thì cũng bình yên. Bây giờ sư cô vẫn còn giữ nhưng mà nó chết rồi. Cái đó bên Lào mà cổ nói với người địa phương, người ta nói là tới mấy chục năm nó mới là ra được. Và khi nó ra đó, khi nó bắt đầu mà nó trổ bông nó ra trái thì nó có một cái loài chim rất là đặc biệt, nó tới nó ăn. Và bao giờ nó còn sót lại đó thì cái đó mới còn. Và nó ở tại bên Lào, nó đặc biệt là một cái người nam người nữ đâu có lưng lại, nhưng mà khi mình hái ra thì nó tách rời ra. Và khi mình đem về mình để mình tụng kinh nó cũng dẫn cho nó đâu có lưng lại, nam người nữ đâu lưng lại. Không thể tưởng tượng một cái thiên nhiên như vậy, không bao giờ tưởng tượng được. Cái cây đằng là cây đó ở trong rừng sâu. Cô nói là có những người ta tìm mua đó là 2.000 đô một cặp, mà cô nói là cô không bán, cô có ít lắm cô không bán, cô sợ người ta đem về thì chân nó chết uổng mà không có giúp được cái người khác. Cho nên là cổ đem vô chùa cổ cúng dường một cặp, cổ còn mấy cặp thôi cổ cúng dường cái chùa khác. Bởi vì mình chưa có hiểu biết hết, mình chưa có cái đủ cái phước để mình nhìn thấy á, chứ còn trong cái thế giới này nó có nhiều cái chuyện nó lạ lắm, mình không có nhìn ra. Ngay cả cái loài vật cũng vậy, có những nơi mà người ta tổ chức cho mình đi đến xem tất cả những cái loài cá, nhất là cá ở dưới đáy biển,
ở gần vô cũng mấy chục đô chứ không phải. Thì sư cô cũng có đi coi đủ loại cá, nước biển ở cái vùng nào nó có cái loại cá gì người ta lấy lên, vùng sâu xuống bao nhiêu, vùng sâu xuống bao nhiêu, vùng sâu xuống bao nhiêu, người ta triển lãm cho mình thấy. Thành ra khi mà đọc trong kinh mà nói rằng là các cái loại bàn xanh này là nghĩa là nhiều vô số kể và tính không hết. Và cái câu trong kinh có nói này, cái nhiều vô số kể đó là do cái tâm của mình nó vẽ vời ra. Thì vậy thấy không, con đường súc sinh mà người ta tái sanh vào trong cái chỗ đó là do tâm người ta khi bị tham sân si nó che phước, nhất là bị si che phước thì nó vẽ ra không biết bao nhiêu. Để rồi chúng ta sẽ học tiếp những cái phần kia, chúng ta sẽ thấy cái tâm của mình, linh hồn của giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tiếp nhận bằng cái tâm phóng dật được. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, em hâm hở đi tìm người trao tặng. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương ngầm của cô gái chân quê. Nếu một cái người mà cái tâm phóng dật thì không thể tiếp thu giáo pháp. Nó là cái giáo pháp tối thượng. Chúng ta chỉ tiếp nhận với cái tâm thiện trí. Cái tâm chúng ta nó ở trong cái thế bình yên và trong sáng, nó không thể đi vòng phóng dật. Cho nên không có thể nào mà trong một cái buổi giảng pháp mà lại vui vui như một cái người kịch sĩ đứng trên sân khấu. Vì đó là tâm phóng dật, vì đó là sự tổn phước, không dám làm. Cho nên mình có cái phước báo á, khi mình nghe cái giáo pháp mình nghe tới đâu á mà mình tỉnh tới đó, mình sáng suốt tới đó, đó là thiện trí đang khởi sạch. Nhiều đời nhiều kiếp, sư cô nói vậy nha, nhiều đời nhiều kiếp phước báo lớn lắm mới nghe được cái giáo pháp, mới thấy được cái hình ảnh này. Nếu bây giờ lâm chung mà mình thấy được cái hình này là đủ để mình tái sanh vào nhàn cảnh rồi. Đây đây là giáo pháp tối thượng, không phải dễ nghe mà cũng không phải dễ hiểu, và không phải ai cũng đủ phước để nghe trọn bộ, mà người giảng chưa chắc đã đủ phước để giảng hết. Đó là cái lý do mà tại sao đó là sư cô cứ giảng á, cứ giảng một cái phần nào nó giảng rất lâu. Vì quý vị nên nhớ là khi mà nói hết cái này đó là những cái bài đầu tiên hết, là sư cô đã nói một cách tổng quát rồi. Vì cái nguyên tắc khi mà mình trình bày đó một cái tạng kinh á, quý vị cho sư cô 5 phút chuyện nói được, vẫn nói hết được, tóm tắt được hết. 10 phút nói theo 10 phút, 20 phút nói theo 20 phút, 2 tiếng nói theo 2 tiếng. Nhưng mà tại sao sư cô chọn cái chi tiết? Bởi vì sư cô hiểu rất rõ ràng, chưa chắc sư cô đã đủ phước giảng hết cái tạng này, mà chưa chắc quý vị ngồi đây đã đủ cái phước để nghe hết cái tạng này. Cho nên nếu mình có cái phước duyên đó, mình học được cái phần nào mình học kỹ được, mình nhớ được, thì như vậy đủ lợi ích rồi. Nên nhiều người cứ hỏi sư cô giảng chừng nào mới xong. Sư cô nó muốn xong dễ lắm, thắng pháp tập yếu lượng đó đọc đi, vì dự pháp yếu lượng đó đọc đi. Còn người nào muốn dài hơn á, chánh tạng đâu có đủ rồi, bây giờ thỉnh em về đọc đi, đâu có từng lễ xong có gì đâu, không cần phải đi nghe, không cần. Còn để nghe mà để chi tiết ra, để dần dần thấy được cái tâm này. Từ cái chỗ mình không biết cái đời sống mà là cái gì, nó cứ theo cái nhịp của hàng ngày mà nó đi, cũng giống như là một cái dòng nước, thì do nước nó cuốn, thì tất cả những cái thứ đó trôi đi thôi, chúng ta không biết. Nó trôi xuôi thì chúng ta đi xuôi, mà nó trôi ngược chúng ta đi ngược, mà nó dạt bờ bên này thì chúng ta đi bờ bên này, dạt bờ bên kia chúng ta đi bờ bên kia. Chứ chúng ta không rõ chúng ta là ai, đã sống như thế nào. Thì bây giờ cái vi diệu pháp này cho chúng ta thấy rằng đích thực một cái đời sống chúng ta là chúng ta phải thấy cái tâm của mình. Chúng ta thấy tất cả những cái trạng thái tâm chúng ta diễn ra hàng ngày hàng đêm, và nó tác dụng lên cái thân thể này ra sao, để chúng ta hiểu là cái hình hài này á chính là cái quả nghiệp của mình, mà cũng là cái quả phước của mình. Và giờ đây á,
trên cái hình hài này nè, tất cả cái tâm tư, cái đời sống chúng ta đó, nó đã làm rúng động toàn cái thân xác này ra sao, và nó sẽ đưa chúng ta đến cái kết quả và cái hậu quả gì thì chúng ta cần phải chỉnh sửa. Bởi vì đấy là cái phước báo chúng ta sinh ra là được làm người và được sống xứng đáng là một cái trường. Còn bằng không đó, tất cả chúng ta sẽ xông xáo để đi vào con đường thụ hưởng mà thôi. Không hưởng cái này thì hưởng cái kia, không hưởng cái kia thì hưởng cái nào. Lúc thì ăn, lúc thì uống, lúc thì mặc, lúc thì trang điểm, lúc thì vui chơi, lúc thì đi vào tất cả các cái trò tiêu khiển, có thể đi du lịch năm châu bốn biển. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu chúng ta có đủ thần thông để mà chúng ta có thể đi khắp cùng trên cái quả đất này, từ trên mặt quả đất, trong lòng quả đất, ra ngoài cái quả đất đi nữa, thì chúng ta cũng không có đi hết cái thế gian này. Bởi vì tâm của chúng ta đó, nó vẫn còn phôi nổi, nó vẫn chưa có sáng suốt. Cho nên chúng ta cứ đi mà không bao giờ đến cái điểm cùng tận. Chúng ta chỉ đi trong cái dòng luân hồi mà thôi, vì chúng ta đã không soi sáng được. Cho nên cái phước báo mà khi chúng ta học được cái vi diệu pháp này đó là cái phước cực kỳ lớn. Cho nên chúng ta có nè, cái phước chúng ta đó học pháp, chúng ta có cái phước nghe pháp, có cái phước bố thí pháp, thì tất cả đều là phước báo. Cho nên chúng ta mới hồi hướng được. Chứ nếu một buổi sáng ngày hôm nay chúng ta tập trung ở đây để mà xem kịch, xem cải lương, nghe nhạc, nghe ngâm thơ, những cái thú vui rất là tao nhã, nhưng không có phước. Và sáng nay tụ tập ăn sinh nhật, ăn đám cưới vân vân, thì cũng không có phước. Thì chỉ có nghe pháp mới có phước. Cho nên là chúng ta mới hồi hướng phước. Cho nên mình tụng kinh nè, hoặc là mình đọc kinh sách nè, hoặc là mình đó, nghe pháp nè, thì tất cả đó là phước báo mình đều có thể hồi hướng được. Như khi ý tiếng mình pháp, đặc biệt là trong cái giờ đó mình giữ giới, mình không có phạm giới được. Bây giờ mình ngồi đây mình học, mình toàn là nghe pháp không, mình đâu có ai phạm giới. Người giảng cũng không phạm giới được, mà người nghe cũng không phạm giới được. Chính bao nhiêu đó là có. Rồi đó là cái câu hỏi cái cô trả lời. Với lại hồi nãy cái trong này có nói nè, tại vì đó mình đến nghe pháp nên hình thành một cái pháp hội và chúng sanh có cái cơ hội nghe, thì cái này cũng là cái đúng đó. Ví dụ như cái giờ này mà mình nghe pháp đó, thì đâu phải chỉ có người dương mình nghe đâu. Những cái chư thiên ở trong cái chùa này, và cũng kể cả những cái dông đinh trong chùa này đó, có những người ta cũng đến nghe. Đây là cái cơ hội để người ta nghe. Bởi vì cái giáo pháp này đó, thì sư cô nói tại sao mà nó ít phổ biến ở trên toàn thế giới này, nó ít phổ biến, mà từ cái hồi nó ra đời cho tới bây giờ nó ít phổ biến. Bởi vì giáo pháp này chỉ giảng cho những người thực hành thiền tứ niệm xứ, tức là thiền Vipassana thôi. Không có giảng cho đại chúng. Ngài Xá Lợi Phất chỉ cắt nghĩa, mà chỉ nói những cái tiêu đề chính mà Đức Phật giảng thôi. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì Ngài Xá Lợi Phất có nói, còn để cả một cái hệ thống đó thì Ngài không có giảng cho một cái hội chúng mà nghe hết, chỉ là từng phần rồi đáp lại thôi. Và khi mà sư cô giảng cái này đó, thì sư cô cái suy nghĩ thế này, cái phần mà cái vi diệu pháp này nó đi vào trong cái thiền Vipassana là nó đi vào trong cái vi tế. Tại sao nó còn cái nhánh nữa, một cái nhánh rất là thô mà thấy rất rõ đó, là nó tỏa xuống trong cái đời thường của mình thì lại không có đưa ra để nói. Tỏa xuống trong đời thường của mình là gì? Là bây giờ tất cả mọi người đó đều cần phải biết rằng cái giận, cái buồn, cái khổ, cái lo, cả những cái suy nghĩ mà nó thuộc về cái cảm thọ khổ ưu của mình á, có biết nó là quấy nhiễm không? Mà những cái lạc thú mà mình hưởng trong thế gian này, cái lạc thú nào là trong sạch, mà cái lạc thú nào là cái lạc thú mà nó nhơ quế, mình có biết tránh không? Không. Cũng như giữa một cái nước lọc tinh khiết và một cái ly nước
mà ví dụ như là ly nước Coca-Cola hay là các loại nước ngọt khác, mình biết giữa cái khoái khẩu và cái độc hại cho cơ thể đó mình có phân biệt được không? Thì những cái đó là những cái thô mà mình không biết thì làm sao mình đi vào cái vi thế? Tại vì cái suy nghĩ đó mà sư cô mới là giảng cả hai phần. Thì cái phần nào thuộc về tu tập thì sẽ nói, khi mình đi sâu vào trong thiền thì sẽ, khi nào mình có những cái khóa tu thiền thì sẽ giảng kỹ hơn. Khi mà mình đụng vào cái thực tế, mình ngồi thiền, mình thấy cái tâm mình như vậy, mình thấy cái gì nó xảy ra thì chừng đó giải thích theo cái đó. Còn bây giờ đầu tiên là chúng ta tỏa nhánh xuống cái đời thường cái đó. Vậy vì vậy rồi những cái ví dụ của sư cô là những cái ví dụ mà lấy trong cái đời thật đó, trong cái đời thường đó. Cũng như ta nói thế này, thơ ca nó không phải chỉ ở trên cái bông cái hoa, mà thơ ca nó chính trong cái đời thường mà chúng ta thấy cái tinh tiến của cái đẹp nó thì nó xuất hiện thơ ca. Và cái những cái bài thơ đích thực nó làm rung cảm lòng người đó, bao giờ nó cũng đi từ một cái hiện thực hết sức là chân thật và hết sức là sống động, và nó phả vào trong cái chữ nghĩa đó một cái thần thái mà ai đọc tới nó cũng đều gây nên cái sức động hết, bởi vì nó là sự thật, nó đã diễn ra trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng ta. Cho nên có những cái bài thơ, có những cái bài nhạc, có những cái bài văn mà nó kết nối trong cái đời sống tâm tư của nhiều cái thế hệ, khó mà phai được hết. Còn phần lớn là bị đào thải đó hết, bởi vì nó không nằm trong một cái thực tế sống động đó. Rồi như vậy thì chúng ta hiểu là chúng ta nghe pháp là công phu. Và khi mà chúng ta tập hợp lại đây, những cái giờ phút mà cái thiện trí trong tất cả chúng ta khởi sanh lên á, thì nó là một cái từ trường rất là mạnh mẽ và rất là tốt. Và nó giúp đỡ cho đó là những cái chúng sinh mà thiếu cái phước báo hơn chúng ta, là những cái loài ma quỷ, những loài Atula, nhất là những cái cô hồn lang thang, những người chết không có siêu thoát đó, thì người ta có thể nương vào cái từ trường này đó để mà người ta nghe pháp được. Và cái đó giúp cho người ta siêu thoát nhanh nhất và người ta nghe pháp. Tụng kinh đem đến cho người ta sự bình yên. Và nếu người ta hiểu được cái gì trong cái bài kinh mình tụng đó mà làm cho người ta tỉnh thức ra thì người ta siêu thoát. Nhưng mà nhanh nhất là nghe pháp. Và trong cái nhanh nhất đó thì xin trả lời là đặc biệt cái vị diệu pháp này là siêu thoát rất nhanh. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái loài nữa, đó là cái loài rồng. Cái loài rồng này nó có tất cả 1024 loại rồng. Bây giờ là cái cách của cái bài mà nói về rồng đây đó là chúng ta đi từng cái loại tổng quát, rồi mỗi một loại nó sẽ chia phần ra, rồi mỗi loại nó chia phần ra để cái con số đó chúng ta sẽ nhân, nó sẽ ra là 1024 cái loại rồng. Thì như chúng ta thấy đó, rồng đó là nó gần gũi trong cái đời sống văn hóa của cái người châu Á. Và cái người châu Á đó coi các cái loại rồng này đó như là một cái con vật thiên. Người ta thường đó là đem những cái hình ảnh những cái con rồng này đó đối với lại cái đời thường đó, thì quý vị thấy là chỉ vua mới ngồi trên cái ghế chạm rồng, đi cái kiệu là mới chạm rồng, áo của vua là mới thêu rồng. Rồi sau này đó rồng nó đi vào trong miếu, trong đình, trong chùa, là ở trong cái máy, trên cái máy đó người ta sẽ làm những cái con đương, rồi những cái con rồng nó uống lượng. Hoặc là những cái đường đi lên vậy á thì người ta để những cái con rồng nó uống lượng. Thì đó là một cái con vật thiên. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu đó các cái loại rồng này, thì chúng ta sẽ đón xem rằng là cái con vật thiên này mà nó gần gũi trong cái văn hóa của người phương Đông và nó làm thành một cái con vật thiên mà chúng ta kết nối trong cái đời sống tâm linh của mình á, thì chúng ta xem cái loại nào. Bây giờ cái thứ nhất chúng ta nói tới cái loài rồng. Loài rồng nó gọi là Kathamukha Naga. Cái chữ Naga có nghĩa là rồng. Bây giờ chúng ta nói cái loại thứ nhất. Thứ nhất, rồng Kathamukha Naga.
Đó là loại rồng thứ nhất. Chúng ta coi cái rồng là cái vật thiêng, nhưng mà chúng ta khảo sát nó thì chúng ta thấy nó có những cái đặc điểm rất lạ mà chúng ta không để ý. Sau khi mình học xong rồi thì mình sẽ gộp chung nó lại mình biết. Cái loại rồng này đặc biệt á là nó có cái ngọc cực độc. Cái giống rồng thứ nhất này ngọc nó cực độc. Và khi cái ngọc này đó nó được truyền vào trong bất cứ một cái sinh vật nào đó thì làm cho cái sinh vật đó cực kỳ đau đớn. Và đặc biệt á là cơ thể của cái sinh vật mà nó bị truyền cái ngọc độc này á thì nó cứng lại hết. Nó co cứng lại hết. Và nó làm lên một cái trạng thái đó, đau đớn khốc liệt lắm. Đó là cái đặc điểm mà khi bị rồng nó tấn công. Và khi cả cái người nó co rúm lại vậy đó thì tay chân nó cũng co lại hết và nó không cử động được. Tức là khi con rồng này á mà nó tiếp cận những cái sinh vật nào mà nó truyền cái nọc độc nó vô rồi đó, thì khi nó truyền như vậy đó thì cái con vật này nó bị rúm người lại hết và nó cứng mình hết, nó không có cử động được và nó đau đớn vô cùng. Đó là cái cách thứ nhất của nó. Còn nó truyền như thế nào thì chúng ta tính sao, chúng ta sẽ coi nó truyền ra sao. Và cái loài rồng này á là nó chia ra làm bốn loại tùy theo cái cách mà nó truyền ngọc độc, thì nó chia ra làm bốn loại. Do cách truyền ngọc độc mà nó chia ra làm bốn loại, do cái cách truyền ngọc độc. Cái cách truyền của thứ nhất của nó là nó cắn. Nó cắn. Cách truyền thứ hai là do nó nhìn. Cách truyền thứ ba là cọ sát. Và cách truyền thứ ba là do nó phà cái hơi thở của nó. Cái giống rồng này á nó gọi là bát tha. Tiên sát, la gác, là giống rồng nó cắn. Cái giống rồng thứ hai khi nó truyền ngọc độc mà cách nhanh đó thì nó gọi là giống rồng tiên sát, tiên sát, la gác. Giống rồng thứ ba truyền ngọc độc bằng cách cọ sát á thì giống rồng này đó nó gọi là Buddha Visa. Buddha Visa Naga. Truyền bằng hơi thở thì gọi là Vata Visa Naga. Đó là bốn cái cách mà nó truyền cái nọc độc để mà nó giết hại những cái sinh vật khác. Loại thứ nhất á, là nó cắn để nó tạo cái vết thương thì nó truyền nọc độc vô máu. Loại thứ nhất. Cái loại thứ hai á, là nó nhìn ở một cái con vật ở xa nó, nhưng mà có cái khả năng á là khi nó nhìn thẳng vào cái con vật đó thì nó con vật đó nó tiếp nhận một cái là nó truyền cái nọc độc vô liền. Quý vị nghe cái người Việt Nam mình nói không? Con mắt em sắc như là dao cao. Dao cao là con dao để người ta chẻ cao ăn trầu á. Thì con dao nó rất bén, nó nhỏ nhưng mà rất bén. Con mắt em sắc như là dao cao. Như là dao cao. Nghĩa là cái con mắt người ta nhìn á, mà nó giống như là nó đi sâu vào, nó xẻ da xẻ thịt người ta ra vậy. Thì như vậy cái con rồng này đó, nó truyền nọc độc đó bằng cách nó chỉ nhìn vô cái con vật đó là cái con vật đó nó bằng cái thần sắc của nó là nó giống như là nó bị co rúm lại hết rồi, nó cũng bị nhiễm như là cái cảy kiểu trên, tức là tự nhiên nó co cứng người nó lại hết và rồi là nó cứng đờ ra và nó đau đớn, nó không có chịu đựng được. Đó là bằng cách nhìn. Cái cách thứ tư á là nó dùng cái hơi thở, tức là nó hòa cái hơi thở đó. Thì khi mà cái dùng khí mà nó phà ra thì nó bao bọc hết cái chúng sanh đó, thì cái chúng sanh nó cũng ở vào cái trạng thái là nó rúng người lại, nó co cứng lại hết và nó đau đớn vô cùng cho tới chết. Đó là bốn cái cách. Như vậy cái giống rồng thứ nhất này đó là nó cũng phải chia làm bốn loại như vậy. Bây giờ chúng ta sang tới cái giống rồng thứ hai.
Cái giống rồng thứ hai này gọi là giống rồng Ajimutha. Ajimutha là đó. Cái giống rồng này đó, nó cũng chia ra bốn loại. Bốn loại của cái giống rồng này đó, nó cũng giống như bốn loại trên đó. Tức là nó cái loại là nó cắn cho chết. Cái loại nó nhìn cũng đi vào cái chết. Mà nó là coi như là nó thả cái hơi thở vô là cũng chết. Hoặc là nó cỏ sát. Tức là nó chỉ cần đụng cái thân của nó vào cái thân thể của một sinh vật khác thì cái sinh vật nó cũng chết. Nhưng mà cái giống rồng này nó có cái đặc điểm á, là khi nó truyền cái nọc độc vô đó, thì cái sinh vật mà nó bị truyền nọc độc vô là nó nóng lên. Toàn thân cái sinh vật đó nó nóng hừng hực lên, giống như lửa đốt vậy đó. À. Và cái chỗ mà nó chạm vô trực tiếp á, cái chỗ đó nó giống như là bị cháy phẩm nè. Còn tất cả toàn thân còn lại, cái chỗ mà nó không đụng vào đó thì nó nóng hừng hực lên. Còn cái chỗ mà nó tiếp xúc, nó chạm vào đó thì cái chỗ đó nó như là phỏng lửa vậy. Ví dụ bây giờ một con vật ở đây thì khi cái con rồng này nó tiếp cận vô, nó tiếp cận ở chỗ cái phần nào của cơ thể thì cái phần đó cháy phỏng, còn tất cả những phần khác của cơ thể đó thì nó nóng hừng hực, và cái tình trạng đó nó tiếp diễn cho đến khi chết. Và cái trạng thái này nó có thể truyền bằng cách nó đến nó cắn vào cái sinh vật đó là một cách. Cách thứ hai là nó cọ sát vào thôi. Và cách nữa là nó nhìn thẳng vào đó, nó chiếu vào cái vị trí nào thì cái vị trí nó cháy phỏng lên, rồi tất cả những cái chỗ khác là nóng lên. Còn cái thứ tư là nó thả cái hơi thở vậy. Nó thả hơi thở trúng vào cái vị trí nào thì cái vị trí nó như lửa phỏng, toàn thân của những cái sinh vật đó thì nó bị nóng hừng lên cho đến khi nó chết. Như vậy cái loại thứ hai này nó cũng có bốn loại, do bốn cái cách mà nó truyền nọc độc của nó. Và cái hai cái loại này nó khác nhau chỗ đó. Bây giờ cái loại thứ ba là loại rồng Ajimutha Naga, rồng thứ ba. Loại rồng thứ ba này đó là khi mà cái con rồng này á, nó chạm vào bất cứ một cái sinh vật nào đó thì cái chỗ này á, nó nóng lên hừng hực, mà đặc biệt á, là nó bốc cái mùi hôi thối lên chịu rồi. Khi nó chạm vào đó, cái vết thương đó thì cái chỗ truyền nọc độc đó thì nạn nhân bị vậy bốc mùi hôi thối lên. Và cái nước vàng á, cái chỗ cái vết thương mà nó bị bốc cái mùi hôi thối đó, nó chảy cái nước vàng không có ngừng lại được. Và cái nạn nhân á, cái sinh vật mà bị cái con rồng này nó truyền cái nọc độc vô đó thì nó đau đớn rồi tới chết, đau đớn dữ lắm. Và cái loại rồng thứ ba này nó cũng có bốn loại, là do cái cách, bốn cái cách nó truyền nọc độc. Thứ nhất là nó cắn, thứ hai là nó cọ sát, thứ ba là nó nhìn, và cái thứ tư á là nó thả cái hơi thở vô. Nó cũng chia làm bốn loại. Bây giờ tới cái loại thứ tư là loại rồng Sattamudra Naga, đó là loại rồng thứ tư. Cái loại rồng thứ tư này đó, khi mà nó truyền cái nọc độc đến một cái sinh vật nào đó thì cái đầu tiên mà khi nó truyền vô một cái đó thì cái nạn nhân này nó cảm thấy như là bị sét đánh vậy đó. Tức là nó có cái gì giống như nó bùng nổ lên, rồi cái người nó đau đớn quằn quại lên, nó nóng bỏng lên rồi chết. Đó là nó bị cái loại rồng này. Và cái đau đớn này đó làm cho nạn nhân cực kỳ sợ hãi và khủng khiếp. Và cái loại rồng này nó cũng chia làm bốn loại, là do bốn cái cách mà nó truyền cái độc độc vô. Tức là cái cách của nó là nó cắn, nó cọ sát, nó nhìn và nó phà cái hơi thở vô. Và bây giờ chúng ta nói nè, bốn cái loại rồng này, nhưng mà thật sự nó đã thành 16 loại do bốn cái cách nó khác nhau. Nhưng mà khi á, mà bốn cái loại rồng này đó là khi nó tấn công như những cái sinh vật khác á, thì nó có bốn cái mức độ khác nha. Là tức là có rồng á, cái loại tấn công của nó là mạnh, có loại nhẹ, tức là nó bốn cái loại của tấn công. Rồi bốn cái loại tấn công này nó chia làm bốn cái loại rồng nữa do cái mức độ tấn công. Đó là sư cô nói vậy. Bốn cái loại rồng đó do bốn cái cách truyền độc chúng ta thành ra 16 cái loại rồng. Bây giờ 16 cái loại rồng này á, nó chia ra làm bốn loại nữa, là tất cả những cái con đó thì tùy theo cái chủng loại nó
nó có cái cách truyền nọc độc mà cái mức độ tác động đến cái nạn nhân á là nó khác nhau, cho nên nó chia thành bốn loại nữa. Cái loại thứ nhất á nó gọi là agavisa nagoravisa, tức là nó không phá không mạnh nhưng cái nọc nó truyền rất là nhanh, đó là cái loại thứ nhất. Agatavisa, Nagoravisa, cái loại này á là không phá không mạnh. Nhưng mà nọc khi nó truyền đi rất là nhanh. Cái loại thứ hai nó là na agata pisa na ora pisa. Cái loại này đó là nó giống cái loại trên đó, là cái công phá thì không mạnh, nọc truyền đi đó thì chậm, nó khác một cái đó, nên là nhanh nhưng chậm. Giờ cái loại thứ ba là Goravisa na agata visa. Cái loại này đó là cái sức công phá, cái công phá nó mạnh nhưng mà nọc á nó truyền đi chậm. Còn cái loại số 4 này đó agatavisa goravisa thì cái sức công phá của nó mạnh, nọc á thì nó truyền đi nhanh, nọc truyền đi nhanh. Đó là bốn loại của nó. Như vậy hồi nãy là chúng ta có 16 loại rồng đúng không? Bây giờ mới chia làm bốn cái cách mà cái nọc nó truyền đi và cái sức công phá của nó đó, thì nó bốn cách nữa, thì như vậy là 16 chúng ta nhân cho 4. 16 chúng ta nhân cho 4 là ra 64 loại. Rồi, với 64 loại này đó thì cái loại rồng này nó chia ra làm bốn cái chủng loại tùy theo cái cách mà nó sinh sản. Tức là nó có bốn loại là noãn xanh, thai xanh, thấp xanh và quá xanh. Noãn xanh, thai xanh, thấp xanh và quá xanh. Có loại đó, rồng á là nó sinh ra là do mẹ nó đẻ trứng. Có loại rồng á là đẻ ra con. Có loại rồng á nó sinh sản do nó ở nơi ẩm thấp. Và có loại rồng á là nó hóa xanh, nó chết rồi rồi nó hóa xanh. Nó giống như là hóa xanh lên cõi trời, hóa xanh xuống địa ngục, hóa xanh thành Atula, hóa xanh thành quỷ khổ chẳng hạn vậy. Thì bốn cái loại đó nữa. Vì vậy chúng ta làm cái bài toán nha. Như vậy bốn cái chủng loại này đó, như vậy 64 này chúng ta sẽ nhân cho 4. 64 nhân cho 4. 4, 4, 4, 16, 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
46 nhân cho 4 46 với 6 dư 1 46 thì 4 1 25 phải không? 256. Như vậy là chúng ta có 256 cái loại rồng. Nếu mà tính theo các cái chủng loại của nó. Hai trăm năm mươi sáu này đó là nó sẽ chia ra làm cái loại chủng thứ nhất á
là có hai cái loại chủng. Một cái loại chủng là cái loại rồng là sống ở dưới nước, một cái loại rồng sống trên cạn. Cái loại sống dưới nước và cái loại sống trên cạn, thì hai cái loại này đó là chúng ta sẽ nhân cho hai, sống dưới nước và sống trên cạn thì chúng ta nhân hai, 2 6 12 một là 512. Loại sống dưới nước sống trên cạn rồi sống dưới nước là Ramasat Naga rồi sống trên cạn là Thalassa Naga. Nó còn cái loại này nó có hai giống, một cái loại rồng đó giống hai giống nữa, là cái loại rồng chuyên hưởng lạc thú, là một cái loại rồng thứ hai là không hưởng lạc thú. Hai loại rồng, loại rồng thứ nhất đó là Kama Rupinaga, đó là A Kama Rupi Naga, một loại chiêu hưởng lạc thú và loại không chiêu hưởng lạc thú. Thì chúng ta nhân cái này cho hai loại nữa, thì như vậy chúng ta có 1024 loại rồng. Vì vậy sau khi mà chúng ta nghe qua các cái chủng loại rồng này á, thì chúng ta nghĩ những cái con rồng mà chúng ta đưa vào trong cái chỗ vua, chỗ hoàng cung để cho tượng trưng cho vua chúa nè, rồi đình chùa miếu mạo đó, thì nó là cái giống loại rồng nè. Giống nào? Cái giống không hưởng lạc thú. Còn cái khả năng mà truyền động đó thì nó cũng nhiều loại khác nhau. Tại vì cái giống mà nó không hưởng lạc thú nó mới ở vào những cái chỗ thiêng liêng được. Nhưng mà nó vẫn có cái nọc của nó để chi nó bảo vệ. Nó dùng cái khả năng đó nó bảo vệ. Còn cái loại mà nó chuyên hưởng lạc thú nó không bao giờ nó đến những cái dùng đó nè. Bởi vì nó có cái thế giới của nó, là nó hưởng cái dục lạc trong cái thế giới nó, cho nên nó không có từ bỏ. Quý vị thấy trong cái thế giới loài vật ha, nhất là mình đã thấy cái loài sư tử nha, mình bao giờ mình cũng nghĩ rằng cái loài này là loài chuyên ăn thịt thôi, nhưng mà không ngờ trong cái loài sư tử nó chia ra có loài ăn cỏ, loài ăn thịt. Trong cái loài rồng mà mình chưa có hiểu nhiều, vì cái tài liệu nó không có phổ biến nhiều, nhưng mà thấy rõ ràng là cái loài hưởng lạc thú và loài không hưởng lạc thú. Thì cái loài mà không hưởng lạc thú này đó mới là cái loài mà nó đến với triều đình và nó đến với đền chùa miếu mạo. Cho nên là khi mình học nhiều kinh sách rồi đó, mình có thể đi rút lại một cái kết luận đó là sao? Là khi tất cả những cái chúng sanh mà còn luân hồi trên thế gian này đó, mà mình gắn nhiều với những cái dục lạc mà mình thọ hưởng, thì bao giờ cái hiểm họa nó vẫn nhiều hơn là mình đi vào cái chỗ là mình từ bỏ cái lạc thú, mình có cái niềm vui khác. Ví dụ như là sáng ngày hôm nay, những người ngồi đây là những người là từ bỏ lạc thú, không có hưởng lạc thú thì mới ngồi đây được. Còn cái người mà hưởng lạc thú là cái sáng hôm nay không đến đây được. Vì thấy rõ không? Thành ra cái con đường mà lạc thú là cái con đường cám dỗ của tất cả chúng ta trong cái cõi dục này. Là nếu như mà chúng ta đó hưởng chỉ là mượn một cái phương tiện đó mà để chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống thể chất cũng như tinh thần chúng ta, để chúng ta đi vào cái con đường cao hơn, thì chúng ta đi đúng hướng.
Còn nếu chúng ta coi cái sự thọ hưởng đó là tất cả thì nó sẽ đi đến thái độ. Cũng như cái tình yêu nam nữ và cái sự thọ hưởng dục lạc của cái tình dục nam nữ, nó cũng đi con đường như vậy. Nếu như cái tình yêu nam nữ này đích thực á, là người ta chân thật và người ta đến với nhau để mà người ta tạo nên một cái thế mạnh, một cái thế vững chắc trong cái đời sống tâm linh cũng như là cái đời sống thường tình ở cái thế gian này á, thì ta đi con đường đúng. Và khi cái tình dục mà nó diễn ra giữa cái sự tìm kiếm kết hợp trong cái sự đúng đắn đó, thì bao giờ người ta cũng muốn có con, người ta chào đón những cái đứa con đó ra, và cả hai đó chăm chút với cái đứa con đó, và người ta hành cái hạnh Bồ Tát trong cái gia đình như vậy. Còn nếu không đó, người ta không được như vậy đó, thì người ta vẫn chung sống với nhau, nhưng người ta đòi hỏi lẫn nhau. Người này muốn người kia làm vừa ý mình, người nọ muốn người khác làm vừa ý mình. Và như vậy lúc nào người ta cũng dễ sanh cái chuyện không có hài lòng về nhau. Và cái mối quan hệ này nó không phải để thể hiện chính đáng là mình có con cái để mình nói dài cái sự yêu thương cũng như là cái sự tốt đẹp của mình á, là mình trải cái đời sống mình ra rộng rãi hơn, không có thu vào cái sự ích kỷ. Thì tất cả cái đời sống chồng vợ nam nữ này, là cái tình dục này, nó cũng rất là dễ phạm trong cái tà dâm. Vì vậy đó là cũng có những người có chồng có vợ ở với nhau hẳn hoi mà vẫn phá thai. Chứ không phải chỉ có những cái cuộc tình vụng trộm, hoặc là có cái chuyện lan chạ, hay là cái chuyện mà coi như nông nổi mà mới đưa đến cái chuyện phá thai. Không, chồng vợ vẫn phá thai. Thì cái đó là chúng ta thấy cái đường lệch lạc, vì người ta chỉ muốn thọ hưởng một cái dục lạc thuộc về tình dục. Thì như vậy đó, khi mà người ta không có xác định được cái điều này, thì cái hôn nhân nó cũng đưa cho người ta đi vào con đường thoái đọa rất là dễ dàng. Cho nên cái đời sống đó chúng ta xác định một cái hướng đi. Cũng như hiện tại bây giờ khi chúng ta biết giáo pháp, chúng ta phải xác định rằng gia đình của chúng ta, cha mẹ, anh em, bà con, cô bác, bạn bè, chồng vợ, con cái này, chúng ta bám vào đây hay là chúng ta tựa vào đây, cũng như là chúng ta đi qua sông thì chúng ta phải có cái ghe. Khi chúng ta ở trên ghe thì chúng ta săn sóc cái ghe đó, nhưng mà chúng ta lên ghe rồi chúng ta tới bờ rồi thôi, thì chúng ta vui vẻ để mà chào tạm biệt cái chiếc ghe này. Chứ còn nếu không á, chúng ta lên ghe rồi, chúng ta ở trên bờ rồi mà chúng ta bước đi không được, mà chúng ta vẫn chúi xuống để mà nắm cái ghe này, và còn muốn trở lại cái ghe này để mà bập bềnh trên sông nước không biết bao lâu. Và khi chúng ta luân hồi, nhất là chúng ta ở lại trong cái thế giới của ma, có nghĩa là khi chúng ta lên bờ rồi, chúng ta vẫn nắm cái ghe này, nắm cho đến khi nào chúng ta rớt lại cái chỗ đó và chúng ta tiếp tục trôi nổi trên sông nước này không có định hướng được, thì cái đó là cái tâm thức của chúng ta mờ tối khi chúng ta sinh ra lại kiếp người. Và hiện tại chúng ta có một cái gia đình, chúng ta có một cái đời sống, và chúng ta coi nó là tất cả, và chúng ta muốn mãi mãi như thế. Nếu chúng ta ra đi rồi, chúng ta vẫn muốn trở lại giống như mình vừa đi xa, mình trở lại nhà, chứ không phải là một cái cuộc chia tay nhẹ nhàng hiểu biết. Bởi vì khi chúng ta bước lên bờ thì những cái duyên mới nó lại kết nên một cái đời sống mới. Và chúng ta bước đến một cái vùng khác thì nó lại có những cái duyên mới kết nên một cái đời sống mới. Và cái lộ trình đó chúng ta đi, lý tưởng của đời chúng ta bao giờ cũng vậy. Mỗi một cái đoạn đường, mỗi một cái kiếp người là chúng ta phải hoàn thiện cái vẻ đẹp tâm linh của chúng ta. Đó là con đường thiện và con đường trí. Nếu chúng ta không định hướng được như vậy thì đường luân hồi chúng ta không biết đâu là cái điểm tựa của mình cả. Và chúng ta cũng không biết là chúng ta bây giờ đó là chúng ta định hướng cái đời của mình ra sao. Ngay trong hiện kiếp này định hướng cũng không được, huống gì khi mà chúng ta nhắm mắt rồi, thì tất cả những gì chúng ta trở lại trên thế gian này đó là chúng ta trở lại bằng cái tập khí. Chúng ta trở lại bằng cái dòng nghiệp của mình.
chúng ta vẫn bị những cái này nó trở lại tiêu cụ. Những cái gì dục giả chúng ta lúc nào thì chúng ta đi theo cái lúc đó, và chúng ta cũng không biết làm sao để mà lèo ra. Cho nên quý vị thấy không, khi mà nó đi vào trong cái thế giới loài vật đó, nó vẫn chia ra rất là nhiều chủng loại. Một cái con vật mà nó tấn công mạnh, nhưng cái nọc độc của nó truyền đi chậm, tâm thức nó khác. Một con vật tấn công mạnh mà cái nọc độc truyền đi nhanh, tâm thức nó khác. Có người đánh người ta muốn cho người ta chết liền tại chỗ. Có người ta có khi đánh giận đánh người ta mà nghĩ hối trực cái tay rồi. Đánh quá đánh vậy chứ cũng không muốn cho người ta phải bị thương tổn, mà cũng không muốn hại cái mạng người ta, khác luôn. Và tất cả những cái đó khi mình tái sanh thì những cái suy nghĩ của mình, khi mà cái sân mà nổi lên, cái ác nó phát sanh khiến cho mình đó, dùng cái lực mình đánh người ta, mình lấy hết cái sự tàn độc của mình để ứng xử người ta. Nhưng mà cái thiện của trong mình á, cái thiện và đặc biệt cái thiện trí nó làm cho mình gọi là gieo cao mà đánh khẽ, làm hùm làm hổ vậy thôi, chứ còn thật sự là không có tàn nhẫn đối với người ta thì cái đó nó giật trở lại. Và đó là do cái phước nhiều đời mình gieo cái thiện trí, cho nên cái lòng từ của mình, cái lòng nhân ái của mình nó mạnh mẽ, cho nên là gieo cao đánh khẽ, giật cái tay lại. Và sau khi đã làm cái gì thương tổn người ta thì tìm cách để mà bù đắp lại. Và tâm mình nói với mình không có nên tiếp tục như vậy. Thành ra tất cả những cái chủng loại mà nó sanh ra nó có cái nọc độc. Tức là trong tâm mình á, khi mình tức lên, mình giữ lên, mình có cái ác, mình có cái xấu, mình có cái tồi tệ của mình. Nhưng có người kiểm soát được, có người không kiểm soát được. Có người giết người ta chết rồi mà nói rằng nếu lặp lại tôi sẽ tàn nhẫn hơn. Đấy không? Còn có những người khi mà ta làm cái ác là ta nói nếu cho điều kiện tôi không dám làm nữa, tôi không bao giờ dám làm nữa, tôi sợ lắm rồi tôi không dám làm nữa. Là do đó mà khi người ta tái sanh vào bất cứ một chủng loại nào, kể cả loài người, thì nó cũng chia trong cái tâm nó chia ra nhiều giống, nhiều loại người, thì nó không có khác. Đấy, đây là cái phần để chúng ta hiểu ra vì sao có những cái rồng mà nó đến với vua, rồng nó đến trong cái đình chùa miếu mạo. Trong các cái loài rồng này đó, thì những cái con rồng nào mà nó mạnh mẽ nhất, mà nó sáng suốt nhất á, thì nó biến hóa là khôn lường. Nó muốn biến hóa ra cái gì cũng được. Mình coi trong cái chuyện cổ tích, ví dụ như một cái con rồng mà khi nó xuất hiện á, biến hóa lên mặt đất, nó có thể trở thành một cái ông lão, làm thành người ăn xin cũng được, làm thành cái cô gái đẹp cũng được, là nó biến thiên không được. Thì những cái loài rồng nó có thể quá hiện ra như vậy, bởi vì chúng ta thấy là có những cái loài rồng nó quá xanh mà. Thì những cái loài rồng dẫu quá xanh hay không quá xanh mà cái năng lực của nó mạnh á, nó đều có cái khả năng biến hóa. Giống như mình nói để trong mặt kép á, giống như một người có thần thông thì người ta biến hóa làm sao cũng được, thì cái loài rồng nó có một cái khả năng biến hóa vậy. Còn cái loài rồng này mà nói rằng hỏi nó sống bao lâu thì nói rằng bất định. Và cái sự thọ yểu của nó cũng là do cái phước báo của nó thôi, chứ không có nói, nhưng mà nó sống rất là lâu. Có một cái loại mà rồng á, thì nó sống từ trước cái thời Đức Phật, ví dụ Long Vương Ca Lát. Trong sách Phật có nói là cái vị Long Vương, tức là vua rồng á, cái vị này sống từ trước thời Đức Phật Thích Ca, trước cái thời này, và sẽ còn sống nữa cho đến cái thời mà Đức Phật Di Lặc ra đời. Sống từ cái thời Đức Phật mà Kakusanda cho đến cái thời Đức Phật Gautama, rồi sau này đến cái thời Đức Phật là Maitreya. Thì cái loại rồng á, các cái loại rồng phần lớn đều biến hóa khôn lường hết, nhưng mà có 5 trường hợp nó không biến hóa được. 5 trường hợp là nó thể hiện nguyên hình. Chúng ta coi trong cái phim Tề Thiên Đại Thánh đó, thì Tề Thiên cũng biến hóa dữ lắm đó. Nhưng mà khi mà gặp một cái vị mà cao hơn nhiều đó,
thì bắt buộc là thầy tiên phải hiện nguyên hình. Thì ở đây rồng cũng vậy á, nó biến quá rồi nó che mắt mình, nhưng nó có năm trường hợp thì rồng phải là rồng chứ không thể khác hơn. Cái trường hợp thứ nhất á, là khi mà cái con rồng mẹ đó nói nó vừa sanh ra cái con rồng con, thì cái con rồng con này nó phải hiện nguyên hình, đó là cái trường hợp. Hoặc là cái lúc mà nó vừa sanh ra đó thì nó là loãng sinh hay là nó thấp sinh hay nó quá sinh đó, thì cái lúc mà nó sinh ra bao giờ nó cũng là cái hình thể của một con rồng thế này. Đó là cái thời điểm thứ nhất mà rồng phải hiện cái nguyên cái hình rồng ra, là cái lúc nó sinh ra. Cái lúc thứ hai mà rồng phải hiện nguyên cái hình rồng không được biến hóa là cái lúc mà rồng nó lột da. Tức là mình biết là cái loại rắn đó, nó cũng có lột da, thì cái loại rồng nó cũng lột da. Thì cái loài rồng mà khi nó thay da đó thì nó phải là hiện nguyên hình con rồng. Và cái trường hợp thứ ba đó là nó phải hiện nguyên hình rồng á, là khi cái con rồng đực với con rồng cái nó giao phối nhau, thì cái lúc đó là lúc nó phải hiện nguyên cái hình rồng. Cái trường hợp thứ tư á là nó là hiện nguyên hình rồng á là cái khi nó ngủ mà nó không có kiểm soát. Thì khi ngủ không kiểm soát thì cái lúc đó là rồng hiện ra là rồng. Và cái thứ năm nữa là khi mà nó chết thì bắt buộc rồng loại nào thì nó hiện nguyên hình của loại rồng đó. Cái lúc nó sống thì nó có thể thay đổi đủ các mọi thứ hết á, nhưng cái lúc nó chết rồi đó thì nó là giống loại rồng nào, nó là chủng loại nào, nó ra sao thì nó hiện nguyên hình đó. Đó là năm cái thời điểm mà rồng phải hiện ra là rồng. Thôi chúng ta tạm ngưng ở đây. Xin mời tất cả đứng lên trong hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp ký ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh thịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, cầu các tâm chư thiên trong vòng tình xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi thiền thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp khi tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ gần nhau phương hằng hạ xa. Cũng chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong thâm thôn ân kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh con loại không lường khoảng thai thấm hoa khi nương pháp lành, giải thoát phan bảo nên hành, chẳng mà những khổ chuyện quanh qua đầy,
trong tỉnh xa nơi đền Tháp Bồ Đề, hoàn trúc sư đó đây được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lành trong vòng tỉnh xa này. Tỳ kheo thượng trung nam gia chủ và thí chủ cùng thiền nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, hai sinh cùng bản sinh, thất sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp.